Xin chào quý cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên kênh nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Và rồi hôm nay thì vườn mai của em Phạm Nhi có là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô 10 cây mai giảo siêu bông Sài Gòn ghép gốc nhớt liền cốt của đế VIP cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của em Nhi ha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, mời gặp em Nhi đến Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào em Nhi ơi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị mình đang xem kênh nha. Rồi. Anh rẽ lại kênh hết cô chú anh chị, xin đi lô cô chú anh chị mình lô mai siêu ôm Sài Gòn lớn nha cô chú anh chị. Rồi siêu ôm Sài Gòn lá lớn cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi. Rồi vô đầu tiên là cây mã số 1H nha cô chú anh chị, củ đế rất là to luôn nè. Nguyên cái củ luôn cô chú anh chị, xuất sắc chưa? Thông số luôn đi em. Hoành được, hoành được 9. Rồi. Rồi, dùng củ của nó là mình được 28. Rồi. Cao 71, tán ngang mình được 72. Rồi. Rồi cái này em xin giao lưu cả nhà mình giá 700 ngàn nha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 2H cũng là cây giảo siêu ôm Sài Gòn lớn nha. Rồi. Nguyên củ nè cô chú anh chị, xuất sắc cái củ chưa. Rồi thông số luôn đi em. Hoành được 12. Rồi. Dòng củ được 29. Rồi. Cao 65, tán ngang mình được 71. Rồi, rồi cái này em xin giao lưu cả nhà mình giá cũng 700 ngàn nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 3H cũng là cây giảo siêu ôm Sài Gòn lớn nha. Rồi cây này thì thoát thân cao cô chú anh chị ha. Rồi nguyên củ đế dưới luôn. Hoành 11. Rồi. Dòng củ 22. Rồi. Cao 91, cái ngang được 70. Rồi, rồi. Cái này em xin lưu cả nhà mình giá 650 nha. Trời cây em ơi. Rồi tiếp theo mã số 4H. 4H cũng là cây giảo siêu bông Sài Gòn lớn nha. Rồi cây này cũ cũng dữ lắm cô chú anh chị ha. Đó, nguyên cũ luôn cô chú anh chị. Rồi thông số luôn đi em. Dạ. Hoành được 10. Rồi. Dùng cũ được 27. Cao được 90. Rồi. Cái ngang được 80. Rồi cái này em xin lưu với cả nhà mình giá 650 luôn nha. Rồi cây. Okay. Rồi tiếp theo cây mã số 5H. 5H cũng là cây giảo siêu ôm Sài Gòn nó lớn này nha cô chú anh chị. Rồi. Củ khó luôn cô chú anh chị ha. Hoành 12. Rồi. Dòng củ được 23. Cao 90. Tán ngang là mình được 85. Rồi, cái này em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá 650 luôn. Rồi cây. Okay. Rồi tiếp theo cây mã số 6H. 6H cũng là giảo siêu bông Sài Gòn lớn nha. Rồi. Nguyên củ luôn cô chú anh chị. Hoành được 12. Rồi. Dùng củ 23. Cao 90. Tán ngang là mình được 80. Rồi cái này em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá cũng 650 nha. Rồi cây. Okay. Rồi tiếp theo mã số 7H. 7H cũng là siêu bông Sài Gòn lớn nha. Rồi. Nguyên cái củ luôn cô chú anh chị. Hoành được 13. Rồi. Dòng củ là mình được 22. Rồi. Cao 90. Tán ngang là mình được 60. Rồi, rồi cái này em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá 650 luôn nha. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 8H. 8H cũng là siêu ôm Sài Gòn lớn nha. Rồi. Hoành được 10. Rồi. Cái này củ bự. Củ được 25. Tàn đều ha, tàn lớn thôi chứ anh chị. Cao 69. Tán ngang được 72. Rồi cái này em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá 650 luôn nha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 9H. 9H cũng là cây giảo siêu ôm Sài Gòn lớn nha. Rồi. Hoành được 9. Dòng củ 24. Rồi. Cao 84. Tán ngang được 67. Rồi cái này em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá 650 ngàn nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 10H. 10H là cây siêu ôm Sài Gòn lớn nha cô chú anh chị. Rồi. Hoành được 9. Dòng củ 26. Cao 78. Tán ngang được 80. Rồi cái này em xin giao lưu cô chú anh chị giá 700 ngàn nha. Rồi mình đổi cây. Rồi cây này cuối clip luôn em ha. Dạ đây cũng là cây cuối clip của em nha cô chú anh chị. Rồi. Em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi và ủng hộ em trong thời gian qua nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Nhi cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.